already started thinking that. And just in case that one is one of us. Oh, she's getting it. Oh, she's getting it. Từ từ khỏi. Đúng rồi.
đây đi mỗi mấy lúc mấy thì con yên sao nào đi lớp đi đầu chút cho của mami với Louis đi làm nhiều, hôm nay bất kể rất là hạnh phúc, được rồi. Bà xã và các con là rất ăn nha, được khoan và làm ngon nè. Các như bà xã, lớp như con em rồi, ok. Lớp này cũng yêu vợ, thương con mà như là vợ, nha. Dạ. Không sắp đơn giản thì thế thôi đúng không các bạn? Louis ăn lên lên tay. Đi đặt mua chút xíu. Cái kia. Không, cái này không phải là một món mới, mình biết đâu có. Đồ, cái này mình order cái khác. Ngon lắm. Cái này mình có thể là đeo bao tay với mình bóc mình ăn nhưng mà mình ăn tay không cho ngon các bạn. Cái đây này đi à mà con ăn con ăn kim giác lắm. Ăn kim giác đây mà con ngon lắm. Năm mươi không? Đúng rồi đó, đúng rồi. Giọng này là thôi. Dạ, ăn đi con. Ăn xem sai nhiều các nước không? Không dành hết rồi đúng không? Không, còn cơm còn đồ nữa. Còn cơm. Không, cơm ấy nữa. Không, anh lấy cái dĩa nóng cho. Anh bỏ bên đây chị mình đi lại Louis với đi ăn đi lại là. Nóng cho. Thôi dân cháu. Chị miệng nha, đi ăn nha. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi con. Dạ.
con thử ăn đi. Một tầm ấy. Ở dưới lấy trứng của tao á, cái trứng của nó không phải được lấy em nữa.
rồi, tại vì con. Từ từ mày lấy chứ.
tí bưng quen cẩn thận rồi để đi đâu à đúng rồi dạ đi đâu à đúng rồi nói cái gì để đưa quen vợ thôi đi đâu à cẩn thận con dạ đi đây nha thôi nha lấy con chùi tay gặp tiếp Hãy
Thank you.
xúc riêng không? Xúc riêng con nào đánh chén không nhỉ? Thì đó, lát nữa mày đút ra ly ăn mày ăn nghe chưa? Lần sau đi chơi á là mày dẫn đi đó. Lát nữa mày đút mày ăn nghe chưa?
cơm ăn. Lui rửa tay thì đi rửa tay đi rồi xong rồi đem ra cơm ăn này. Nè. Rửa xong ăn cơm ngon lắm nè. Rồi đi ăn đi con. Đi. Lát này ăn gì sớm không? Tiếp rửa tay xong sạch đi bắt đầu mình ra ăn gì sớm. Ok. Đúng rồi đúng rồi. Con vô ấy đi. Rồi đi vô rửa tay. Rửa tay rồi đem tiếp. Rửa tay á. Nó số rất là ngon và nó bột ở ngoài á.
nè Lui nè, bỏ qua đây nè Lui. Lá siêu con. Rồi đây cơm ăn nè, để đi dự cơm đi vô đây nè. Từ từ con. Rồi mấy em ngồi xuống đi đút cơm nè. Muốn cho ăn xíu thôi. Nhắc đói ăn. Ừ. Thôi đã vô nha con. Giờ con nào một tí nữa rửa để nó để đó. Đúng rồi. Tí nữa lấy rửa nha. Lui ăn cơm không? Thầy no lắm rồi. Thôi đi gớt hả? Đi gớt đợi xíu. Nó để nó mời bạn làm miếng cơm nhỏ, lên xe nó đói á. Đúng đó. Lúc đó này, bữa nay muốn tắm rồi. Đứng chơi chị em đây cho siêu cơm. Từ lớp đây là một đeo lớp lớp đúng rồi, nó còn sắm rồi ta, còn sắm rồi luôn. Từ từ á, từ từ nó mua gì nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là vui và hạnh phúc đúng không? Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye. Louis còn Louis tới tắt đi con. Louis làm gì?